Hôm nay tiếp tục đi lua nha anh chị ơi. Nãy thì nước ở đây nó hơi sóng nhưng mà câu vẫn được. Nước nó cạn á nên mình câu được. Mình câu giống như tụi Indo vậy đó. Lội cái bậc san hô xong rồi nó lôi câu lua ngoài đó. Người ta câu thì sao dính á thì mình câu theo vậy thôi. Sống quá. Rồi sắp tới rồi. Ây da, ây da. Ây da. Đấy cũng tới cái bậc san hô rồi. Thì toàn phải xiết máy chết thôi. Còn lại xe dướng nha. Dính một con nha mọi người. Vui con này khá là to luôn. Ui. Này mọi người. Yên ơi. Yên. Yên. Này to nha cô chú anh chị ơi. Này phải hơn nửa ký nha. Mày sáu bảy lạng. Ông đi sống chặt tôi hoài vậy trời. Giật giật đầu cần mạnh lên, giật đầu cần, giật đầu cần, giật đầu cần, đừng có kéo, giật ơi, giật đầu cần lên. Đừng có kéo nó đứt dây. Ừ, lội tới xíu, lội tới xíu. Lội tới xíu được á. Lội từ mò từ từ kia, còn không cầm con cá cho anh này đến lội ra cho. Không, anh móc cái lưỡi kỹ kỹ vô rồi được. Đây 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 cầm đây đến gỡ cho. Đừng đừng có kéo nó đứt dây. Móc sát sát vậy? Móc sát rồi. Cầm đi. Rồi cầm đi vô trước luôn đi. Wow. Đây một con nha. Trong thùng là một con, hai con. Con với thằng em đem vô một con, nó là ba con nha anh chị. Thì bây giờ sẽ lấy con nhỏ để đi bắt tôm tích. Đây là bảy tôm tích đây. Thì những con lớn sẽ gọng đây cho nó sống nha. Bính lưỡi thẳng lên cổ họng luôn đó. Ừ. Đây con nhỏ này sẽ đi làm mồi bắt con tích. Ba con. Ok. Em có phát hiện một hang tôm tích nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ đặt nó nha. Hang này thì cũng không to, thì ở bên khu vực này tôm tích không có to mọi người.
gối tới 2 con người ta tạo giếng 20 tấn rồi. Thì khu vực này tới 2 hang luôn nha anh chị. Thì 2 hang gần nhau luôn thì em sẽ đặt luôn 2 hang này gần nhau. Thì hôm nay chủ yếu là em đi câu cá nha anh chị. Thì em đặt bẫy ở đây xong rồi em ra em đi câu cá. Rồi khi nào mà nó dính thì em sẽ quay qua thăm. Chủ yếu bữa nay là đi câu cá hay nhanh vậy? Cái hang này nó rất là khó đặt luôn, tại vì nó cạn anh chị. Đây, hang cũng rất to nha. Ác như trời. Hai này thì hơi nhỏ nhưng mà đây là bắt thấy một hang tôm tích này nha mọi người. Bây giờ em sẽ đặt nó luôn nha. Thì em đặt xong hang này thì em sẽ đi ra câu cá nha. Hang này nó nằm khá là cạn nha anh chị, nằm cạn, những hang nằm cạn vậy thì mình đặt hơi khó tí thôi, mình canh cái hướng nó để mình nó cạn quá mình đặt ngay cái cua áo á mọi người thì nó lên sẽ không dính nha. Rồi ok, em đã đặt hết 6 cái bẫy nha, thì bây giờ em sẽ đi câu cá nha anh chị. Dính nha mọi người. Chùi đá mình đã ra rồi. Ui, cái gạn bự mọi người. Gạn bự lắm. Ôi, sắp xảy rồi, sắp xảy rồi. Thấy rồi, dính con miếng à.
thì làm cho nó chết nha mọi người. Này thì nó kéo vô đá nè, hết đời nè, tư hết lít đời rồi. Con này khá là to luôn nha. Một dính máu rồi, em tắt cái gam gỡ nó nha mọi người. Chơi mà mày không tin tao. Tao nói rồi. Hên quá mọi người, nay em dính được hai con luôn nha, hai con tôm tích luôn, quả là may mắn luôn. Dạ, hai con cá mú nữa chết nè mọi người, con này phải 7 lạng nè. Hôm nay đi câu thì định rộng hai cá mú này sống này để bán mà nước không có oxy á cả nhà, thì nó chết nha. Thôi thì em rộng tôm tích luôn. Thì hôm nay dính được hai con tôm tích 6-7, nhưng mà dính được hai con, một con bắt bằng tay nha. Thì bây giờ em sẽ cắt cạn con cái này rồi em bỏ con này, nó dãy quá anh chị ơi. Càng con này luôn nha. Này. Thì bây giờ em sẽ bỏ nó vô trong thùng. Con. Này hai con tôm tích nha. Và hai con cá mú. Con này thì rất là to luôn. À, chết rồi mọi người, tiếc quá. Đây một con nữa. Con này thì còn sống nhưng mà nó không có oxy á mọi người. Nhát luôn mọi người. Này định bán hai con cá mú này luôn thì được rồi thôi. Giữ cái mầm này giùm anh. Giữ cái mầm này giùm anh.